Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình số hóa di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, đảm bảo đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc, mọi nơi. Trong đó, mục tiêu cụ thể 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh di tích quốc gia, đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh các di vật bảo vật quốc gia, các di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được số hóa và ứng dụng trên nền tảng số. 100% người dân làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, v.v. Triển khai chương trình số hóa di sản văn hóa nhằm để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về di sản văn hóa đồng bộ với quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản văn hóa nhằm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững